Trong cái bài về các biểu đồ giá và mô hình nến thì Kevin sẽ chia sẻ với các bạn trên phần mềm MT4, phần mềm giao dịch thông dụng phổ thông, tất cả các trader trên thế giới đều biết là dễ sử dụng. Thì đầu tiên ấy, thì chúng ta biết đến là mô hình dây. Đây, mô hình dây nó chỉ là một đường duy nhất thôi, đó, rất là dễ nhìn nhưng mà rất là khó cho chúng ta giao dịch biết đâu. Cái thứ hai là cái mô hình chảo, mô hình thanh. Đấy, mô hình thanh thì đây chúng ta thấy mô hình thanh đây. Và cái mô hình thứ ba là Kevin chia sẻ với các bạn là mô hình nến. Đó, mô hình nến này thì chúng ta sẽ rất là dễ cho chúng ta giao dịch khi cái nến xanh ở đây làm ta thấy nến đóng cửa, nến mở cửa, cái nến mở cửa, nến đóng cửa, giá cao giá thấp, giá mở cửa giá đóng cửa. Còn những cái nến đỏ này thì chúng ta thấy là nến mở cửa phần bộ nến này, nến đóng cửa, giá đóng cửa ở phần bộ nến dưới và giá cao giá thấp. Đấy, ở đây chúng ta sẽ thấy rất là rõ ràng những cái nến tăng nến giảm là chúng ta biết những tính toán. Trong phần 5 về các chiến lược giao dịch thì Kevin sẽ chia sẻ với các bạn và các anh chị đường xu hướng, đường hỗ trợ, đường kháng cự. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong video tiếp theo.